Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN được thành lập vào năm 1967, tức là đến nay đã được 55 năm. Thế nhưng chưa bao giờ đề xuất cho ra đời một đồng tiền chung của ASEAN tương tự như đồng euro của EU được đưa ra bàn luận. Thực tế là một đồng tiền chung trong khối ASEAN sẽ mang lại khá nhiều lợi ích và giúp cho tình gắn kết của ASEAN trở nên mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, nó cũng gây ra nhiều điểm bất lợi hơn có lợi. Khối ASEAN khó có thể thông qua một chính sách tiền tệ dễ dàng như vậy. Đầu tiên là việc lấy Liên minh châu Âu-EU ra làm ví dụ để ASEAN học theo là một điều không tưởng, bởi vì hai khối này có nhiều điểm khác biệt với nhau. EU là một liên minh chính trị và kinh tế, nhưng trong đó kinh tế nắm phần quan trọng hơn. Trước khi EU được chính thức thành lập thì đã có Cộng đồng Kinh tế châu Âu ra đời vào năm 1969. Đến năm 1993, Liên minh châu Âu mới được sinh ra trên cơ sở của Cộng đồng Kinh tế trước đó. Bởi vậy, EU có chính sách phát triển thị trường chung thông qua luật pháp và tiêu chuẩn áp dụng cho tất cả các nước thành viên nhằm đảm bảo sự lưu thông tự do của con người, hàng hóa, dịch vụ và vốn. Các quốc gia thành viên của EU đều bị ràng buộc trên cơ sở pháp lý về việc sử dụng đồng euro như đơn vị tiền tệ chính thức. Bởi vậy, đa số các nước thành viên đã chấp nhận đồng tiền chung để tạo nên một khu vực đồng euro thống nhất. Trong khi đó, ASEAN lại khác hẳn. Ban đầu, tổ chức này được thành lập vì mục tiêu chính trị nhiều hơn là kinh tế. Sau gần 50 năm ra đời, đến năm 2015, thì Cộng đồng Kinh tế ASEAN mới được thành lập, giúp các nước Đông Nam Á có một cộng đồng chung nhằm trao đổi kinh tế và thương mại. Một lý do nữa khiến đồng tiền chung ASEAN là điều bất khả thi là vì chênh lệch kinh tế giữa các nước Đông Nam Á quá lớn. Lấy hai nước Singapore và Campuchia ra làm ví dụ. Theo Ngân hàng Thế giới, thu nhập bình quân đầu người của Singapore năm 2020 là 57.714 đô la một người. Trong khi đó, con số này của Campuchia chỉ là 1.384 đô la một người. Tức là thu nhập của người Singapore gấp 41 lần người Campuchia, một sự chênh lệch quá khủng khiếp. Ngay cả với Liên minh châu Âu, vì việc chênh lệch kinh tế giữa các quốc gia cũng là một vấn đề lớn. Một quốc gia có nền kinh tế yếu kém trong khối có thể tạo ra rất nhiều rắc rối cho những nền kinh tế mạnh hơn. Còn nhớ 7 năm trước, vào tháng 7 năm 2015, đồng euro tưởng chừng đã sụp đổ. Bởi vì Hy Lạp gặp khủng hoảng kinh tế, người dân ồ ạt rút tiền buộc chính phủ phải giới hạn mỗi người chỉ được rút 60 euro tại máy ATM, đồng thời siết chặt kiểm soát việc chuyển vốn ra nước ngoài. Cuộc khủng hoảng kinh tế ở Hy Lạp đã kéo theo những quốc gia khác trong Liên minh EU cũng khốn đốn theo. Khi nước này phải gánh nước kia sẽ khó tránh khỏi, dẫn đến sự bất mãn. Chẳng thế mà Anh đã phải tách ra khỏi EU để khỏi gánh các nước nghèo hơn đang kìm hãm mình. Với EU đã vậy thì ASEAN sẽ còn hỗn loạn hơn nữa khi mà có đồng tiền chung ở thời điểm này. Lý do tiếp theo là việc dùng một đồng tiền chung sẽ khiến cho việc điều chỉnh tỷ giá tiền tệ phù hợp với từng quốc gia sẽ không thể thực hiện được. Ví dụ như kinh tế Việt Nam chúng ta dựa phần nhiều vào xuất khẩu, bởi vậy tỷ giá Việt Nam đồng phải neo ở mức hợp lý với đồng đô la. Như vậy thì xuất khẩu hàng hóa ra thế giới mới có lời. Giờ sử dụng đồng tiền chung mà các nước chuyên nhập khẩu như Philippines lại muốn đẩy tỷ giá lên vì nhu cầu của riêng họ, thì xuất khẩu Việt Nam sẽ gặp bất lợi. Ngoài ra, muốn dùng một đồng tiền chung thì các nước trong khối phải thực sự tin tưởng lẫn nhau. Trong khi đó, ASEAN lại khó có được điều này. Để đưa ra đồng tiền chung, ASEAN cần phải giải quyết nhiều vấn đề như ngân hàng khu vực đặt ở đâu. Các quốc gia nào sẽ nắm giữ những khâu quan trọng nhất như in tiền, phát hành, tỷ giá, điều tiết và chính sách tài khoá giữa các quốc gia khác nhau sẽ thống nhất ra sao? Khi một quốc gia trong Đông Nam Á được giao những nhiệm vụ quan trọng này, thì họ gần như sẽ nắm được quyền thao túng kinh tế và chính trị trong khu vực. Mà giữa các nước Đông Nam Á thì chưa có sự tin tưởng đủ mạnh để chấp nhận điều này. Trên thực tế, nhìn sang EU cũng chỉ có khoảng 70% các nước thành viên tham gia vào hệ thống tiền tệ chung. Một số nước vẫn có đồng tiền riêng của mình, mặc dù họ vẫn dùng euro một cách rộng rãi. Tiêu biểu như Thụy Điển và Đan Mạch tiếp tục lưu hành và sử dụng đồng tiền riêng do lo ngại sử dụng đồng euro sẽ làm giảm bớt chủ quyền. Việc EU đang gặp khủng hoảng khiến cho đồng euro về ngang giá với đồng đô la như hiện tại đã cho ta thấy nhiều nhược điểm của một đồng tiền chung. Bởi vậy, trước khi hướng tới việc tạo ra một đồng tiền chung như EU, thì các nước ASEAN nên tập trung vào mục tiêu hội nhập kinh tế với nhau một cách thực sự trước khi nghĩ tới những điều xa hơn. Video đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã xem nhé. Nhớ like và nhấn nút đăng ký để nhận thông báo khi có video mới nhất từ bọn mình.